gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Chào mừng các bạn đến với kênh HLD TV. Và như các bạn đã thấy, nhân vật của chúng ta ngày hôm nay chính là đứa con thần gió Thierry Henry. Bóng đá Pháp cuối giai đoạn thập niên 90 và đầu những năm 2000 sản sinh ra rất nhiều những tài năng. Và mình cũng không biết tiêu chí đánh giá mùa NHD của FIFA Online 4 là như thế nào, không biết là năm 98 hay là năm 2000 đây. Trong hai giải đấu lớn với đội tuyển Pháp vào năm 1998 và năm 2000 thì Thierry Henry lúc này chưa phải là một tiền đạo cắm. Tuy vậy nhưng có lẽ với vai trò là đối tác của EA Sports cũng như là Nexon trong nhiều năm thì Thierry Henry trong tựa game FIFA Online 4 được búc chỉ số khá là ghê. Và mình thấy rằng chỉ số tấn công của Henry từ đá cánh cho đến đá cắm đều quá tốt. Để mà nói về sự nghiệp lừng lẫy của Thierry Henry có lẽ chúng ta mất nguyên cả ngày. Tuy nhiên mình sẽ nhắc lại một chút thôi. Henry sinh năm 1977. Anh là một tiền đạo xuất sắc, một huyền thoại của bóng đá thế giới. Từng thi đấu cho rất nhiều những đội bóng lớn như Monaco, Juventus, Arsenal hay là Barcelona. Tuy vậy, những năm tháng đầu tiên khởi nghiệp của Henry không mấy dễ dàng. Anh luôn luôn là kép phụ trong những đội bóng mà anh tham gia, từ Monaco cho đến Juve. Ngay cả việc những ngày đầu tiên mà Henry được đưa về Arsenal với bản hợp đồng kỷ lục thời điểm đó cũng là để thay thế cho vị trí mà Nicolas Anelka để lại. Tất nhiên, những gì thuộc về lịch sử sau này thì ai cũng đã biết rồi. Thierry Henry đã hoàn toàn lột xác khi trở về Arsenal, được thi đấu với vị trí tiền đạo mũi nhọn. Và bây giờ thì anh là tiền đạo xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp, nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong màu áo lam. Như mình có nói, thuở đầu khởi nghiệp thì Henry không được đánh giá cao như David Trezeguet là một người đến từ Argentina, hay là Nicolas Anelka, một người được đánh giá rất cao về mặt thiên bẩm. Henry đã phải nỗ lực rất nhiều cho đến khi thành danh. Chính vì vậy mà ở Henry chúng ta thấy được sự lãng mạn của người Pháp và sự hiệu quả tinh tế của một người đã phải trải qua rất nhiều sự rèn luyện. Được mệnh danh là con trai thần gió, Henry rõ ràng sở hữu cho mình một tốc độ tuyệt vời, một kỹ năng đi bóng khéo léo và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc khi đối mặt với những hậu vệ. Không chỉ giỏi trong việc ghi bàn, Henry còn là người đóng góp rất nhiều đường truyền kiến tạo cho đồng đội của mình. Điển hình là hiện tại, Henry vẫn là người nắm giữ kỷ lục kiến tạo 20 bàn thắng trong một mùa giải tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Sát thủ từng một thời làm mưa làm gió trong FIFA Online 3, những bản engine đầu tiên và những ngày đầu của engine mới sau này, Henry được rất nhiều người chơi FIFA Online 3 ưa chuộng và sử dụng. Đến với FIFA Online 4, anh xuất hiện từ mùa giải NHD với bộ chỉ số xanh le có tắc kè và nổi bật với chỉ số tổng quát 88. Tăng tốc và tốc độ đều ở mức 97, các chỉ số không chê bóng 90. Với một bộ chỉ số kinh khủng như vậy thì Henry NHD sẽ thể hiện như thế nào đây? Cảm giác của mình là y như F03 vậy đó. Sở hữu chiều cao 1m88 và nặng 83kg, rất lý tưởng cho một tiền đạo. Henry được gắn thể hình nhỏ, điều này lại khiến cho Henry có tốc độ cao hơn rất là nhiều so với thể hình của anh. Chỉ số sức mạnh không quá cao, tuy nhiên điểm mạnh của Henry vốn lâu nay cũng không phải là sức mạnh. Khả năng cản lướt của anh đến từ tốc độ cùng với khả năng thăng bằng tuyệt vời. Mà ai cũng biết rằng nếu để Henry bứt tốc thì đâu có sờ được vào người anh ta. Đứa con thần gió mà, lướt qua như một cơn gió vậy đó. Henry có lẽ là kèo phải đẳng cấp nhất mà mình từng sử dụng. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì mà bạn tưởng tượng ra với cái chân phải thần thánh của Henry. Trong vòng cấm thì anh ta sẽ kết thúc mọi thứ bạn cần theo cái cách mà chính anh đã làm trong FIFA Online 3, sắc bén, gọn gàng và đẳng cấp. Còn ở ngoài vòng cấm với khả năng ZD cực kỳ hư cấu thì Henry có thể ghi bàn với những cách vô lý nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Chân thì vừa dài vừa to mà lại còn quắn nữa. Vua cỡ lòng một thời, bây giờ lại có thêm skill, sút bừa cũng vào. Tuy nhiên nói qua thì cũng phải nói lại, Henry không phải là không có điểm yếu. Cái chân trái của Henry lại không được ổn định và thần thánh như chân phải của anh. Có những lúc chân trái đá khá thiếu sự tin cậy. Lúc thì rất là tởm nhưng có lúc thì lại rất lởm. Nói chung để chắc ăn thì các bạn nên dùng chân phải đi. Về khả năng không chiến, Henry đánh đầu không tệ. Nếu các bạn sử dụng anh ta để đánh đầu chuyền bóng hay là đón những quả phát bóng lên của thủ môn thì tốt. Tuy nhiên, muốn cho Henry xâm nhập vòng cấm và đánh đầu như những tiền đạo cắm điển hình thì không có đâu. Henry sẽ có xu hướng chạy chỗ phối hợp và đón những đường chuyền ngắn cũng như là chọc khe, hoặc là chạy luồn sau lưng hậu vệ. Dê bóng, chuyền trọt, bàn bật thì đương nhiên tốt rồi. Người đang giữ kỷ lục kiến tạo 20 bàn thắng một mùa cơ mà. Lời khuyên của mình là các bạn cho Henry đá cặp tiền đạo và để anh ta ở vị trí lệch trái, hoặc là đá ba tiền đạo ở vị trí tiền đạo cánh trái. Khi đó các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tối đa tốc độ của Thierry Henry,
thậm chí là dốc biên và căng ngang vào, hay là những đường tạt bóng của Henry cũng rất chính xác, nhưng đừng cho anh ta đá cắm một mình. Ý mình ở đây không phải là Henry đá không tốt khi đá cắm một mình, mà vấn đề là các bạn sẽ phí đi rất nhiều những chỉ số mà Henry đang có, như là phối hợp, ban bật hay là tạt bóng. Sẽ nhắc lại là Henry đánh đầu tốt nhưng không thích đánh đầu đâu nha. Henry sẽ là đầu tàu đầy cảm hứng và thuyết phục cho những người thích lối chơi ban bật kiểu Barcelona hay là Arsenal. Và đó cũng là toàn bộ bài review lần này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình lần sau.